Nếu như anh em nào bắt đầu tìm hiểu về nước hoa Tom Ford thì video này sẽ dành cho các anh em. Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trong cái chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến với các anh em 5 chai nước hoa dành cho các anh em nào đang muốn bắt đầu tìm hiểu về thương hiệu nước hoa Tom Ford. Một cái mùi hương có thể gọi rằng rất là luxury và đẳng cấp, dành riêng cho phái mạnh. Tất nhiên là đây, video này của mình cũng chỉ là một trong rất nhiều những nguồn thông tin mà các anh em có thể tham khảo. Và mình hy vọng rằng nếu như anh em nào đang muốn hạ tiền để mua sản phẩm bắt đầu với thương hiệu Tom Ford thì chúng ta có thể tham khảo và lựa cho mình một mùi hương hợp với cái style của mình đó. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình, let's go. Trước khi bắt đầu vào chủ đề chính của video thì có hai điểm mình muốn nói qua một chút với các anh em. Điều đầu tiên, thương hiệu Tom Ford về cơ bản phong cách làm mùi của họ là luxury và nói chung là có chất quý tộc. Do vậy các anh em nào nếu như vẫn còn đang một cái phong cách teen boy hoặc là hơi một chút trẻ trâu thì thực sự là chúng ta không thích hợp để sử dụng nước hoa Tom Ford. Do vậy điều đầu tiên các anh em cần phải xác định được cái phong cách của mình hiện tại là như thế nào. Nếu như chúng ta là có, nói chung về cơ bản chúng ta có cái thần thái nó sang chảnh thì ok, còn lại thì anh em nên tập dần hoặc là chúng ta nên chọn một thương hiệu khác chứ không phải là nhà nước hoa này. Điều thứ hai đó là nhà nước hoa này có một cái thế mạnh rất là tốt ở những cái nốt hương, ví dụ như là da thuộc thuốc lá và gỗ, họ làm rất là tốt bởi vì như mình đã nói ở cái điểm một là họ hướng đến một cái phong cách luxury và quý tộc. Thì những cái nốt hương mà liên quan đến ví dụ như cánh máy dâu chúng ta thì họ làm rất là tốt. Còn lại ví dụ như là những cái nốt hương tươi mát, floral, hương hoa hoặc citrus trái cây thì họ không phải là một nhà nước hoa có thế mạnh đó. Về cơ bản nhé, chứ mình không nói là tất cả các sản phẩm của họ. Về cơ bản những cái nốt hương, những cái phong cách làm mùi citrus trái cây, floral, hương hoa hoặc là hương nước biển chẳng hạn thì đấy không phải là thế mạnh của họ. Do vậy nếu như các anh em nào chọn mua sản phẩm của Tom Ford cũng nên cần lưu ý, ví dụ những cái mùi hương nào mà có những cái tông chính là da thuộc, thuốc lá, gỗ út, đặc biệt là út gỗ trầm hoặc là gỗ thì Tom Ford là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Còn lại những cái nhóm hương khác thì họ không phải là một nhà nước hoa quá là xuất sắc đó. Thì đấy là hai cái điều mình muốn nói qua để các anh em nắm. Tất nhiên đấy là cái quan điểm của mình, chúng ta chỉ cần để tham khảo mà thôi chứ không nhất thiết phải là theo ý của mình đó. Thì bây giờ anh em mình hãy đến với 5 chai nước hoa mà mình muốn gợi ý đến cho các anh em để chúng ta bắt đầu với thương hiệu Tom Ford. Chai nước hoa đầu tiên dành cho các anh em nào muốn tìm hiểu về thương hiệu nước hoa này đó là mình muốn giới thiệu Tom Ford Neroli Portofino, hoặc là như chai của mình đang cầm trên tay, Neroli Portofino Forte. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, nó gói gọn trong một cái tông là một từ đó là Soapy Sabon. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là sạch sẽ, giống như kiểu chúng ta vừa trong nhà tắm bước ra, sạch sẽ, một mùi xà bông thơm bám quanh người đó. Về cơ bản cảm nhận là, để mà nói ngắn gọn về cái mùi hương này, nó là như thế. Nếu như mà chúng ta hay xem về cái kênh Thái Công thì mọi người đều biết là cái bác này cũng là một cái fan của sản phẩm này đó. Thì chúng ta đều đã biết cái style của Thái Công là như thế nào rồi. Thì anh em nào nếu như mà chúng ta ưa thích, chúng ta đang theo đuổi cái phong cách đấy và chúng ta thích cái một cái mùi hương nó rất là sạch sẽ, nói chung là giống như kiểu là thơm tho kiểu như vậy, thì Neroli Portofino hoặc là Neroli Portofino Forte sẽ là một trong những cái mùi hương, một trong năm chai mà mình muốn gợi ý cho các anh em. Ok, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là Tom Ford Oud Oud. Phải nói rằng đây là một mùi hương quá là xuất sắc, phải gọi dùng từ quá xuất sắc khi nó hội tụ đầy đủ những cái yếu tố cần của một người đàn ông đã trưởng thành, nam tính, lịch lãm, luxury và rất là sang trọng đó, với một cái tông gỗ và một cái tông trầm rất là nhẹ nhàng và đầy vẻ thượng lưu. Thực sự mà nói, anh em nào mà có cái phong cách ví dụ như một cái bộ suit, bộ comble và một cái mùi hương nào đấy thể hiện được cái khí chất
cái level của chúng ta thì Tom Ford chắc chắn là một trong những cái mẫu gương mà chúng ta sẽ phải sở hữu. Tuy nhiên, có một cái điểm trừ khá là lớn cho chai nước hoa này, đó là cái hiệu năng mùi của nó khá là tệ. Thì mình nghĩ rằng đấy cũng là một cái mà chúng ta nên tham khảo. Và nếu như anh em có thể chấp nhận được cái việc mà một cái mùi hương rất là hay và chỉ bám được khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng thì chúng ta phải sở hữu Oud bởi vì nó quá là xuất sắc. Do vậy, chai nước hoa thứ hai đó là Tom Ford Oud. Chai nước hoa thứ ba đó là bộ đôi Noir hoặc là Noir Extreme. Tại sao mình lại phải đưa ra một trong hai chai này? Bởi vì Tom Ford Noir hiện nay thì đã bị ngưng sản xuất, còn Noir Extreme thì chúng ta vẫn có thể mua được sẵn ở trên thị trường. Tuy nhiên, mình vẫn rất là khuyến khích các anh em nên tìm mùi hương của Noir. Mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào? Thì thực ra các anh em nhìn thấy cái ngoại hình của nó, chúng ta cũng có thể phần đoán được mùi hương, cái phong cách mùi hương của sản phẩm này là như thế nào. Với sự kết hợp của Amber, của Iris, một cái mùi hương khá là trầm, hơi u tối một chút, rất là thích hợp cho các anh em nào mà có một phong cách chúng ta nói chung là hơi ít nói, không quá là giống như kiểu là tràn đầy năng lượng, nhựa sống bùng nổ, nói nhiều kiểu như vậy. Mà đây là chúng ta khá là điềm tĩnh, trầm tính và hơi một cái gì đấy nó hơi kiểu như là Man in Black kiểu như vậy. Thì Tom Ford Noir rất là phù hợp. Còn sản phẩm thứ hai trong cái bộ đôi Noir này đó là Noir Extreme thì lại là theo một cái chiều hướng khác, với một cái tông mùi thơm, ngọt ngậy, kem. Thường được hay ví với một cái loại kem của Ấn Độ, vì khá là lâu rồi mình không nhắc đến. Và cái chai Noir Extreme này bây giờ mình cũng đang cho mượn cho nên mình chưa lại được về. Với Noir Extreme thì mình thấy rằng là Tom Ford có hoàn toàn có thể làm được những cái mùi hương nó vừa giữ được một cái chất của đàn ông và có cái chất sexy, ngọt ngậy, nói chung là khá là cuốn. Do vậy, nếu như anh em nào mà chúng ta không thích, quá thích cái sự cứng cáp, có quá thích cái sự gọi là hơi hơi khô cứng một chút của Tom Ford, mà chúng ta thích một cái gì đấy nó vẫn sexy kiểu dạng như thế, thì Noir Extreme là một cái sản phẩm có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn tìm hiểu về thương hiệu này. Do vậy, chai nước hoa thứ ba mình muốn giới thiệu đó là cặp đôi Noir hoặc là Noir Extreme. Cả sản phẩm này chúng ta, nếu như chúng ta không tìm được Noir thì chúng ta có thể tham khảo Noir Extreme để mà có thể trải nghiệm mùi hương. Chai nước hoa thứ tư đó là Tom Ford Ombre Leather. Mình nghĩ rằng là các anh em đã nghe đến chai nước hoa này quá là nhiều. Phải nói rằng nếu như để bắt đầu với mùi hương da thuộc thì chắc chắn 99% là không thể thiếu Ombre Leather. Với một cái tông mùi da thuộc, và nếu như anh em nào mà hay xem những cái ảnh quảng cáo ấy thì chúng ta sẽ thấy một cái chất bụi bặm, một cái chất gì đấy rất là nó giống như kiểu là phong trần và bụi bặm. Đó, những cái ảnh Instagram chúng ta có thể thấy những người mẫu ảnh chụp ở chai nước hoa này đều thường là trông nhìn rất là phong trần, nói chung là từng trải. Thì anh em nào ưa thích một cái phong cách, ví dụ chúng ta mặc áo da, chúng ta chuộng một cái tông màu đen, và chúng ta thích một cái mùi hương nào đấy nó thể hiện được cái sự phong trần, từng trải và bụi bặm nhưng vẫn không mất đi cái sự thu hút, cái sự nam tính của chúng ta, đó thì Tom Ford Ombre Leather là một trong những mùi hương mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Chai nước hoa thứ tư, chai nước hoa cuối cùng mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là Tom Ford Noir de Noir. Đây là một mùi hương về cơ bản là chúng ta sẽ phải có một cái sự tự tin cực kỳ lớn khi xịt chai nước hoa này, hoặc là nó sẽ giúp cho các anh em tỏa sáng, hoặc là chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong mùi hương của Noir de Noir. Đây là một mùi hương mà mình đã nói vừa xong, nó đòi hỏi ở người xịt một sự tự tin rất là lớn với tông mùi của patchouli, hoặc hương cacao rất là tuyệt vời. Một cái mùi hương nói thật là mình không thấy có quá nhiều sản phẩm có nét tương đồng với
nôi đồ nôi trên thị trường thì chúng ta có thể thấy là về cái bộ, chỉ nói riêng về cái độ độc đáo về mùi hương thì sản phẩm này rất rất là đặc biệt. Tuy nhiên như mình đã nói, chúng ta phải có một cái sự tự tin rất là lớn, còn nếu mà không ấy thì nó giống như kiểu kiểu một anh hề xịt nước hoa đó. Thì vì mùi hương này nó rất là, nó đòi hỏi cái sự gọi là cứng rắn của người xịt. Còn lại thì về độ độc đáo mùi hương thì rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì chỉ ở ngoài Bắc thôi nhé, anh em nào mà ngoài Bắc thì hẳn nên sở hữu chai nước hoa này, bởi vì nếu mà xịt trong Nam thì chúng ta sẽ rất dễ bị phản tác dụng đó. Thì chai nước hoa thứ 5, Noir de Noir. Ngoài 5 chai nước hoa mình vừa gợi ý đến cho các anh em thì chúng ta có thể tham khảo Tobacco Vanille, Tuscan Leather. Đấy đều là những, có thể gọi rằng những sản phẩm tiêu biểu của Tom Ford. Nhưng mà tại sao mình không đưa vào trong cái list này, bởi vì thực tế hiện nay thì ví dụ như tông thuốc lá và da thuộc, nó có rất rất nhiều những sản phẩm có nét tương đồng với hai sản phẩm đó, và giá thành của nó thì thấp hơn cũng khá là nhiều. Do vậy mình không đưa vào trong cái list này. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Còn nếu mà có cái sản phẩm nào hay nữa thì anh em cùng góp ý ở trong comment. Và bây giờ anh em mình bye bye, và chúng ta sẽ gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.